Xin chào các bạn, mình đến từ Phụ Kiện Ba Miền và bên mình chuyên cung cấp sỉ các loại sim ghép có trên thị trường hiện tại ha. Cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép sim ghép là HeCard Pro, sim hub Pro với cái thiết bị máy iPhone lock có hỗ trợ 5G. Đây là cái iPhone lock này có thể cài được eSIM và mình xài được mod QPE. Và video này thì mình sẽ làm trên hai cái mod là TMSI Pro và VPN Pro cho các bạn coi luôn. Các anh em cửa hàng thì có thể trao đổi chém gió ở trong cái group cửa hàng này. Đây là group toàn là cửa hàng thôi ha, không có khách lẻ trong đây. Vô đây trao đổi chém gió. Còn các bạn khách lẻ thì các bạn vô cái group khách lẻ để các bạn muốn trao đổi hỏi đáp gì thì cửa hàng có thể là hỗ trợ các bạn ha. Rồi, đây là cái iPhone SE 3 lock nhà mạng AT&T. Thì khi gắn vô, lưu ý trường hợp đầu tiên là mình sẽ chưa có cài eSIM. Ví dụ mình cài rồi nhưng mà mình tắt eSIM đi thì lúc đó mình sẽ xài cái mod TMSI Pro ha. Các bạn lưu ý là tất cả cái máy lock mà các bạn ghép SIM khi các bạn chưa cài eSIM thì các bạn sẽ xài cái mod TMSI. Còn khi các bạn xài eSIM thì các bạn xài QPE ha. Bây giờ mình sẽ chọn TMSI Pro. Ở đây là máy AT&T thì mình sẽ có thể chọn 5G ok ha, hoặc là mình chọn LTE cũng không sao, mình chọn auto. SIM đời mới thì mình sẽ chọn EPS, còn SIM đời cũ ví dụ như 3.5G thì mình sẽ chọn là PS nha. Rồi, đây là các bạn sẽ coi dùm mình, ở đây là mình nó lên sóng rồi nè. Và các bạn vô đúng cái SIM của nó, các bạn bật chuyển vùng dữ liệu lên thì nó sẽ tự động lên sóng và lên LTE ok ha. Đây là trường hợp mình chưa cài eSIM nha, mình chưa bật eSIM thì mình đang ghép thủ công. Còn cái video mà fix APCC để fix full lỗi thì các bạn có thể coi trên cái kênh YouTube của Phụ Kiện Ba Miền, mình đã có làm rất là nhiều video rồi. Bây giờ ghép TMSI thì ok rồi ha, các bạn sẽ muốn bật eSIM lên thì các bạn chuyển qua cái mod của nó là QPE. Thì chẳng hạn như ở đây mình ví dụ cái trường hợp này, các bạn coi trên cái máy này là máy Qualcomm, máy Qualcomm thì mình sẽ reload mà nó không có văng màn hình hello này, reload sống nè. Lưu ý là SIM HeCard Pro, SIM Hub Pro hiện tại là reload trên Qualcomm thì không văng màn hình hello ha, còn Intel thì văng bình thường. Các bạn nào muốn mua mà SIM ghép mà reload Intel không văng á thì các bạn sẽ mua Vision Auto 1.3M nha. Hiện tại chỉ duy nhất cái SIM Vision Auto 1.3M hỗ trợ mấy cái đời máy Intel từ XR trở lên, các bạn reload không văng. Trường hợp này mình muốn xài eSIM thì mình sẽ bật cái eSIM lên. Khi bật eSIM lên thì mình sẽ chuyển qua này, nó sẽ hiện hai cái cột sóng nha. Hai cột sóng. Trường hợp này các bạn sẽ chuyển qua cái mod QPE. Các bạn vô ứng dụng SIM của cái SIM ghép này. Các bạn sẽ chọn ở đây, nó đang ở mod TMSI EPS Auto nè. Các bạn sẽ chuyển từ TMSI qua QPE, bấm đây. Hoặc là các bạn bấm setting. Bấm setting thì các bạn sẽ chọn lại là QPE, hoặc là các bạn chỉ cần nhấn nút này là cái nút chuyển đổi qua lại ha. Nó đang ở mod QPE nè. Đây, nãy ở TMSI đúng không? Giờ mình bấm cái nút này, nó chuyển qua là QPE là ok rồi ha. Bây giờ mình sẽ thử nghe, mình gọi nè. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng. Cái này là mình đang sử dụng mod QPE nha. Còn mod mà TMSI thì mình muốn thì mình sẽ tắt eSIM đi và mình sẽ chọn về cái mod TMSI, chuyển đổi nút chuyển đổi này. Rồi, cái video của mình thực hiện trên cái SIM ghép HeCard Pro. HeCard Pro với lại SIM Hub Pro là SIM ghép chính hãng từ HeCard phân phối ha, chứ không phải là cái loại SIM đang bán ở thị trường Việt Nam là SIM nhái ha. Các bạn lưu ý ở đây là SIM HeCard chính hãng. Các bạn nào muốn mua thì liên hệ Phụ Kiện Ba Miền
Bên mình chuyên cung cấp sỉ các loại sim ghép, ví dụ sim Bisen, sim VIP BS, sim he cạc hoặc sim QPE. Tất cả các loại sim ghép đều có sẵn tại phụ kiện Ba Miền.